Tiền xin thân mến chào toàn thể quý vị. Ngày hôm nay đó là Tiền đi đến một cô bạn chơi. Thì tình cờ khi mà Tiền đi tản bộ với một cô bạn á, thì Tiền phát hiện ra một cái này hay lắm quý vị. Thì lần đầu tiên luôn Tiền mấy thấy cái cây này và Tiền mới thu hoạch đó. Tại vì Tiền thấy là bà con mình cũng sử dụng cái cây này nhiều lắm rồi. Cái cây này tên là cây tỏi gấu. Mà ngày hôm nay á, tình cờ Tiền phát hiện ở đây là nhiều lắm luôn á. Bây giờ Tiền sẽ hái cho quý vị xem và Tiền giới thiệu cho quý vị xem biết là cái cây tỏi gấu, cái hình dáng nó như thế nào với quý vị nha. Mình xin chào quý vị, bữa nay đi theo Tuyền Lê, bà xã để mà tìm những cái cây tỏi gấu để mà cho quý vị xem. Dạ. Thì quý vị ơi, Tiền thấy rất là nhiều clip là bà con mình đi hái cái cây tỏi gấu. Nhưng mà thật sự ở ngoài á, Tiền chưa hình dung được cái cây tỏi gấu hình dáng như thế nào. Nhưng mà may mắn á, khi mà Tiền đến nhà của bạn chơi á, thì Tiền cô mấy đưa Tiền đến nơi đây để xem cái cây tỏi gấu này. Và mình sẽ thu hoạch một mớ về mình ăn nó như thế nào quý vị. Tại vì Tiền nghe nói á, cái cây tỏi gấu này cũng có vị thuốc nữa nè. Ở cái vùng cô bạn của Tiền ở á, quá trời nhiều cái cây tỏi gấu này luôn. Tiền nhìn mà Tiền thích lắm luôn á quý vị. Bây giờ Tiền sẽ quay gần hơn cho quý vị cái cây tỏi gấu nó hình dáng như thế nào nha. Mình nhìn một cái nơi đây nè, xanh rờn luôn á quý vị. Đó. Cái cây tỏi gấu này á, khi mà mình nhổ á, cũng rất là dễ. Mình nhổ á, thì nó đứt ở trên nhưng mà chừa cái rễ lại, có thể là để năm tới nữa cây tỏi này sẽ mọc nữa và mình đến mình thu hoạch mình ăn tiếp. Khi mà nhổ lên á thì Tiền ngửi một cái mùi tỏi nực nồng luôn. Thì cái lá nó như vậy nè, nếu mà mình nhìn cái lá mà sơ ngang á, mình nhìn thấy cái lá nó giống như là cái lá của hoa tulip của quý vị. Nhưng mà có một cái mùi tỏi thơm lắm, thật là thơm luôn. Mà Tiền nghe đó, bà con nói là cây này ăn là có vị thuốc nè, mà ngon nữa. Wow, cái khu vực này quá trời nhiều luôn nè quý vị ơi. Đó anh Viễn đang ảnh đang hái nè. Tại vì khi mà mình nhổ lên rồi đó, mà mưa xuống nữa đó thì sẽ mọc lên tiếp tục nữa quý vị. Mà cái hay nhất á, nếu mà mình có đem kéo theo á, thì mình cắt ở trên, mình chừa lại cái rễ ở dưới thì nó sẽ cho lên tiếp tục nữa. Đây cũng là một cái vị thuốc đó. Khi mà cái cây tỏi gấu này á, Tiền đọc ở trên Google á, mà còn xanh non như vậy nè, mình ăn tốt hơn là khi cái hoa nó đã có rồi. Cái hoa khi mà cái cây tỏi gấu này cho ra hoa đó thì mình ăn á, nó giảm cái độ ngon, nó không còn ngon nữa. Nhưng mà nó vẫn thơm, nhưng mà cái độ thơm nồng của mùi tỏi nó không còn nhiều. Wow. Nè. Cái lá nè, cái lá của cây tỏi gấu nè. Và cái rễ nè. Đầy nhiều quá. Mình nhìn giống như là cộng hành á. Thơm lắm. Wow, Tiền ngửi thật là thơm luôn nè. Mà cô bạn của Tiền á ăn á, cô nói là ngon lắm. Cái này mình ăn sống cũng được nữa, mình ăn sống nè hay là mình xào sơ lên á cũng ngon nữa quý vị. Wow, cái khu vực này quá trời luôn quý vị ơi. Mà sao ông xã lần đầu tiên mới thấy hả? Ừ, lần đầu tiên. Ở khu này nhiều quá. Nè, ba. Ba bỏ vô trong đi. Đây này. Nè, cái hoa của nó nè, cái hoa của cây tỏi gấu nè quý vị. Khi mà cái hoa này nở ra đó thì Tiền thấy là cái hoa này có 6 chùm nhỏ nhỏ như vậy nè, mọc xung quanh cái hoa. Và quý vị cũng nên nhớ là cái cây tỏi gấu này đó, mình khi mình hái mình cũng phải cẩn thận nha. Tại vì cũng có một cái loại cây giống cái cây tỏi gấu này lắm, nhưng mà cái hoa đó là giống như một cái lồng đèn, nó rủ xuống là cái cây đó mình ăn không có được. Mà cái cây, cái bông mà nó cho ra 6 cái chùm trên cái bông á, thì cái cây đó mình ăn mới được quý vị. Wow, anh Viễn nhổ nè. Ô, anh Viễn đụng vô mà mình ngửi thơm lắm. Nó vừa thơm cái mùi hẹ nhẹ nhẹ mà có mùi tỏi nữa. Wow, wow, cái rễ nè. Chia sẻ cho quý vị biết. Dạ. Mùi tỏi không à? Thơm lắm nhưng mà khi mà Tiền ngửi á, Tiền thấy mùi hẹ nhiều hơn. Wow, nguyên một cái khu này luôn nè quý vị. Wow, xanh dơn luôn á. Càng mưa nhiều á thì cái cây này nó lại càng lên nhiều. Nè. Mình nắm á, mình dở lên là nó đi theo luôn á. Ô, thơm. Thơm. Thơm được nông à? Thơm mùi tỏi. Tiền giật lên nè. Có cái thì nó đi luôn rễ nhưng mà có cái thì nó đứt ngang. Nhưng mà những cái đứt ngang á thì nó sẽ mọc lên tiếp quý vị. Những cái mà nó đứt ngang đó, còn cái rễ dưới á, thì nó sẽ mọc lên tiếp tục nữa.
Nhưng mà cái này là giống như là thiên nhiên á, những cái hoa khi mà nó nở ra đó, khi những cái hoa nó nở ra rồi á thì cái bông của nó rụng xuống á, bắt đầu nó mọc tiếp tục nữa. Vui quá. Bà Vũ sẽ sạch đất rồi. Đây nè, đây nè, đó. Nè, những cái củ này nè, thơm lắm. Mà khi mình ăn á, cái thân này nè, ngọt lắm mà thơm nữa. Còn cái lá mình ăn cũng được nữa đó. Wow, quá trời luôn nè, thơm lắm. Đây là những cái rau thiên nhiên quý vị. Thành ra là mình hái á, là họ cũng không có nói gì hết á. Tại vì giống như là mọc ở giữa những cái cánh rừng á, cái khu rừng nào mà có ẩm thấp á, thì cái cây tỏi gấu đây nè, nó mọc nhiều hơn. Như ở trên Tiền á, là Tiền vào cái khu rừng mà cái khu rừng nơi mà Tiền sống á, thì nó khô quá, thành ra những cái cây này không có mọc nhiều. Mà những cái nơi nào mà đất ẩm thấp như vậy nè, thì cái cây này phát triển nhiều lắm. Ừ. Nè. Đó, phía bên ngoài là đường đi bộ nè. Wow. Anh bị anh nhỏ anh thích lắm quý vị ơi. Wow. Wow, nè, lên cái củ nè. Nè, mình nhổ nè. Chúc. Nè. Wow. Vũ Vũ sẽ sạch đất rồi. Đưa em ra. Nè nè ba. Đó quý vị nhìn thấy nè. Từ ngoài đầu đường đó nha, từ ngoài cái đầu đường tay tiền đất không. Từ ngoài đầu đường đó đó, mà mình đi dài vào trong đây nè, là hai bên đường đi á, là toàn là cây này không luôn đó quý vị. Nhiều dễ sợ nhiều luôn. Thành ra là mình nhìn mình thích lắm. Thôi chắc hái nhiều đó được ba hả? Wow. Mọc quá trời luôn quý vị ơi. Mình nhìn mà mình ham lắm luôn á nha. Nó mọc nè, từ cái cây con nè quý vị, rồi nó lên cây lớn. Khi mà cái hoa này đó nó nở ra đó, thì cái cây này mình ăn á, nó không còn thơm nhiều nữa. Mà mình ăn cái cây này á, lúc mà hoa chưa nở á, thì nó sẽ ngon hơn. Giống như cái lá bắp nè. Đây là thiên nhiên ban tặng cho đó quý vị. À, vì nó nhìn cái lá này á, thì mình giống giống cái lá bắp, nhưng mà nó có độ mềm lắm. Mà khi mình đụng vào cái lá này á, thì mình ngửi nó có cái mùi hẹ và mùi tỏi nhiều hơn. Thấy không? Tiện nhổ lên một cái là nó ra mấy củ này, mùi thơm, yeah. Thơm mùi tỏi quý vị. Đó, Tiền ngồi Tiền kéo kéo một xíu mà nhiêu đây nè. Được rồi em. Đó, ngày hôm nay á, là chủ yếu là đi chơi, thành ra là mặc đồ về nè quý vị, chứ đi hái cây này không có mặc đồ như vậy. Thành ra là cô bạn thì đưa Tiền ra đây nè, nhìn thấy thích lắm luôn á. Mà cái cây này á, khi nó còn nhỏ nhỏ mình dễ nhổ lắm. Khi mà cái lá mà nó lớn rồi đó thì cái rễ nó bám sâu dưới đất á, mình nhổ lên nó hơi khó. Nếu mà mình đem theo cây kéo á, mình cắt ở trên cũng được. Nhưng mà mình lấy cái thân cây ở dưới á, sâu ở dưới tí xíu mình ăn thì nó ngon hơn. Bây giờ thì sẽ nhổ vài cây nghe cho quý vị xem nha, coi dễ nhổ như thế nào quý vị nha. Đứt rồi. Vô trong rồi. Nè, đó. Mình chịu khó mình nhổ nương nương tí xíu là cái nấy này nó lên nè. Wow, thích lắm. Lần đầu tiên trong đời Tiền mới thấy cái cây này luôn á. Tiền nghe trên mạng cũng lâu lắm rồi nhưng mà chưa bao giờ mình đi nhổ mà cái kiểu như vậy. Đây là lần đầu tiên đó quý vị. Nè. Sâu ở bên trong luôn. Mà hồi sáng này á, Tiền đi á, trời hơi mưa mưa gió gió. Mà mưa mưa gió gió vậy nè, đất nó mềm ra đó, thì mình nhổ nó dễ hơn. Vào cái rễ của nó bám sâu lắm nha. Đó, mình giật nó đứt ngang à. Đó. Nãy nó dậy, mới nãy á thì cũng nhổ được cả khoảng 3 kg rồi. Nè. Quý vị nhìn đi, ở trên nó mọc như vậy là cái rễ nó sâu như vậy nè. Mà mình ăn cái này á nó mới ngon. Cái rễ nó vẫn còn bám ở dưới đất đó nghe quý vị nha. Thôi thì nhổ vài cọng nữa đủ rồi, mình đi về. Trời cũng tối rồi quý vị. Đó. Thơm. Wow. Ngửi mùi thơm. Nó thơm mùi hẹ, pha lẫn mùi tỏi nữa. Thơm lắm. Có nghĩa là thay vì nó muốn sợ tỏi mà cái này là nó ăn rau tỏi luôn. Dạ. Nè. Bám sâu dễ sợ luôn á. Dạ. Ok. Chụp đó. Mình. Chụp mình. Thank you.
dễ sợ luôn. Một cái thảm rau này xanh tươi luôn nè. Wow, quý hiếm lắm quý vị ơi. Hôm qua đó bé Linh đi ra ngoài chợ đó, bé Linh mua cái cây này nè, có 3 cây thôi mà 2,50 đồng đó quý vị. Từ ở đây nè, chạy dài xa lại đằng kia đó là cái cây tỏi gấu này không đó. Ở cặp hai bên đường này, ở giữa là đường để người ta đi bộ, còn rau tỏi gấu á, mọc ở trong cái khu vực này. Nè quý vị thấy những cái mầm nè, những cái mầm còn đang chồi lên nè. Đó, những cái mầm đang chồi lên. Quý vị nhìn đó, quý vị tưởng là cái cây ngô á, mà khi mà bà con gieo cái hạt ngô xuống rồi cây ngô nó nhảy lên á. Mình nhìn y chang như vậy luôn á. Khủng khiếp luôn cái khu vực này. Wow. Thật hạnh phúc là cô bạn của Tiền á, ở ngay cái vùng này mà có cái cây này nhiều như vậy luôn á. Ở chỗ Tiền á không có cái cây này quý vị ơi. Thành ra là Tiền cũng rất vui và cảm ơn cô bạn của Tiền là sống ở khu vực này có rất là nhiều cái cây tỏi gấu đây. Đó. Quý vị thấy con đường đi bộ nè, đi thẳng xa đằng kia luôn á. Wow. Đây, bông này là chất lượng luôn. Wow, mà nhiều lắm luôn quý vị ơi. Sâu ở trong kia nữa kìa, tích ở trong cái hàng cây trong đó nữa kìa. Bây giờ quý vị biết nếu mà mình sang hơn nữa đó, mình hái bông về mình ăn. Tại vì cái bông này quý vị biết không, người ta nói là khi mình nở ra rồi á thì cái cây tỏi này á nó sẽ không còn mùi thơm nhiều nữa, mình ăn trước khi hoa nở. Hoa nở về đêm giống như cưới vợ mà cưới gái mới lớn. Wow, đây bông, đây những cái bông này nè. Quý vị ơi, đến đây Tiền xin tạm ngưng video ở đây nhé. Nãy giờ Tiền cũng đưa quý vị đi hái cái rau tỏi gấu với Tiền ở nơi đây rất là nhiều luôn. Tiền xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu ra xem kênh YouTube của Tiền cũng như ủng hộ kênh YouTube của Tiền trong suốt thời gian qua. Nếu thương yêu gia đình nhỏ của Tiền, xin quý vị tiếp tục ủng hộ gia đình nhỏ của Tiền nữa nhé, bằng cách là bấm like cũng như share cho nhiều quý khán giả khác cùng xem để biết kênh YouTube của Tiền nhiều hơn nữa. Tiền xin chân thành cảm ơn quý vị thật nhiều. Tiền xin chúc cho toàn thể quý vị luôn có thật nhiều sức khỏe, bình an, hạnh phúc. Và Tiền hẹn đến quý vị vào clip tiếp theo. Wow, nhiều lắm quý vị ơi, quá trời luôn nè. Xanh rờn một cái khu vực này luôn. Mà không phải một cái khu vực này không đâu nha quý vị. Từ đây mà dài hết cái con đường này luôn á, là toàn là cái cây rau này không à. Thơm quá em ha. Cái này về mình xào. Dạ, cái mùi nó vừa hẹ mà mùi tỏi nữa, nó pha lẫn lại. Dễ thương quá à. Đây là lần đầu tiên luôn á quý vị.